Rồi, ok, làm cái video này để gửi cho các anh chị ở bên TikTok xem nhé. Đây là một cái tài khoản rất là bình thường, không biết lý do vì sao luôn á. Bây giờ thì em sẽ là trong cái tài khoản TikTok. Bây giờ không còn biết là em đăng bất kỳ một cái gì, đăng ảnh hay là đăng video hay là đăng cái gì lên, không còn biết. Chỉ trong vòng một giây, ngay lập tức cái video nó sẽ bị khóa. Ngay lập tức nó sẽ bị xóa luôn, chứ không có phải là bị khóa. Nó sẽ vi phạm hướng dẫn cộng đồng luôn, dù là đăng cái gì đi chăng nữa bây giờ. Rồi, bây giờ em sẽ tải cái video lên. Rồi ha, ở trong đây thì bây giờ không có tải cái video nào, em chỉ tải duy nhất một cái ảnh lên thôi. Bây giờ chỉ tải cái ảnh này lên thôi nha. Đó, bây giờ tải cái ảnh này lên rồi thì bấm đăng như bình thường đúng không? Mấy anh chị thấy thì bình thường là bấm đăng. Nếu như mà cái video chỉ cần đăng cái này thì chắc chắn là không có vi phạm cái gì cả, bởi vì đâu có vi phạm chính sách gì đâu. Bây giờ chỉ có để như thế này thôi, bấm đăng nhé. Rồi, giờ cái video nó đã đăng chưa, mới 99% thôi. Rồi, ok, sau khi đã đăng video nè, chờ nhé. Đây, không có làm gì luôn, không làm gì luôn, không làm cái gì cả, video bị xóa ngay lập tức luôn. Một cái video rất là bình thường, một cái video hoàn toàn bình thường luôn, không có làm gì luôn luôn á anh mấy chị, không có làm cái con khỉ gì luôn. Đây, chỉ có đăng cái ảnh này lên xong vi phạm hướng dẫn cộng đồng luôn, trong khi mấy cái video liên tiếp rồi. Cái này là sao đây, bot TikTok có vấn đề đúng không? Tài khoản này thì yêu cầu là phải xem xét lại nha, chứ không cái này sao mà được, ai mà chịu. Tự nhiên cái đăng cái video như thế này xong cái cũng khóa video của người ta, chuyện vô lý hết sức à. Nhờ mấy anh chị hỗ trợ nha.